thôi. Chẳng hạn như câu chuyện tiết lộ một lỗi lầm của người láng giềng. Đó chẳng phải là vì yêu thương, cũng chẳng phải là vì lòng tốt lo lắng cho nhau, nhưng do chính là một dục tình ẩn mình, là một tác động vì ganh tị. Chừng ấy, ơn thiên cùng lương tâm sẽ thét lên cho nó một tiếng báo động, một lời cảnh cáo sự bất công mà nó sắp vấp phải. Chắc chắn linh hồn ấy sẽ kháng cự vào phút đầu, nhưng tình dục mà nó đã không kiềm chế sẽ cướp mất cái ý chí chiến đấu, luôn cả ánh sáng và can trường cần thiết giúp nó gạt bỏ được cái ý nghĩ quái ác đó. Bí lối, nó sẽ bịa ra phương kế để lắng dịu phần nào lương tâm nó. Chưa hết đâu, nó sẽ bào chữa với luận điệu này: người ta phải rõ biết sự kiện đó, mình sẽ nói một tiếng thôi, vân vân. Chính bằng cách đó, nó hạ lệnh đánh đòn cha như Philato đã làm. Chẳng bao lâu, dục vọng không kiềm chế của nó sẽ hối thúc nó sớm hoàn tất hành động của nó. Con đừng tưởng rằng làm như thế con đã thỏa được cơn khát của con rồi. Hôm nay con bước một bước, ngày mai con sẽ đi xa hơn. Và nếu con đã chịu thua nó trong một dịp nhỏ, thì với một chút cám dỗ nặng nề, con sẽ có biết bao lý lẽ mạnh hơn để lệ thuộc nó. Hỡi các linh hồn yêu dấu của trái tim cha, các con xem, cha đã phú mình với tính hiền lành của con chiên, để cho chúng dẫn đi đập đánh như thế nào. Thân cha đầy những thương tích, vết sưng, vết bầm, vết bể. Bọn lý hình phần thì giận dữ, phần thì say máu. Đứa này gậy đập, đứa kia roi quất, khiến cha phải run lẩy bẩy trong nỗi đau đớn khôn xiết tả. Ôi, những mảnh thịt thánh của cha vung vút bay theo các chót roi, máu phun chảy dọc dài theo khắp mình cha. Thảm thương thay, cha không còn hình hài con người nữa. À, các con không thể nào nhìn thấy cha trong bể đắng cay đó mà chẳng động lòng xót thương. Chẳng phải những tên lý hình an ủi được cha, nhưng chính là các con, những linh hồn cha tuyển chọn để san sẻ bớt bao nỗi đau đớn của cha. Các con hãy nhìn ngắm những thương tích của cha, rồi các con tìm xem có kẻ nào đã chịu khổ quá lẽ dường ấy để chứng tỏ tình thương yêu các con. Còn con, Josepha, con hãy xem kỹ cha trong tình trạng ô nhục này. Josepha ngước nhìn Chúa Giêsu, Ngài vẫn đứng im lặng bên cạnh trong thảm trạng của trận đòn. Ngài để Josepha nhìn ngắm Ngài, một hình hài thê thảm của Ngài. Dường như Ngài muốn in sâu cảnh tượng đó vào lòng Josepha mãi cho đến muôn đời. Chúa Giêsu phán tiếp: con hãy nói cho cha rõ, những vết thương của cha sẽ không mang lại cho con sức mạnh
để chiến thắng chính bản thân con và để kháng cự trước cám dỗ sao? Con hãy nói cho cha biết, con có tìm được nơi đó lòng quảng đại để hy sinh và để phó thác trọn vẹn vào thánh ý cha không? Đúng vậy, Josepha, con hãy nhìn ngắm cha, con hãy hành động theo sự hướng dẫn của ơn thánh và của lòng ước muốn an ủi cha trong tình trạng tế lễ đó. Con đừng sợ. Nỗi đau khổ của con không lớn bằng sự khổ lụy của cha đâu. Và ơn của cha sẽ giúp con thực hiện những gì mà cha đòi hỏi nơi con. Giả từ con nhé, con hãy đưa mắt theo dõi cha. Chúa Giêsu biến đi, Josepha đứng bất động, mắt nhắm nghiền, sắc diện biểu lộ một mối cảm xúc khôn tả xiết. Một thứ im lặng, cảm kích bao trùm lấy người. Một sự gì trọng đại vừa xảy ra nơi gian phòng này. Chúa Giêsu có nhắc cho các linh hồn nhớ rằng, chẳng phải vì chuyện cười đùa làm Ngài thương yêu chúng, và tình yêu của Ngài là tình yêu cực kỳ nghiêm chỉnh. Dần dần Josepha tỉnh lại, đôi mắt tuôn trào những lệ, người không thể nói được, nhưng vẫn hiểu rằng người chỉ là một dụng cụ của bức thông điệp Thiên Chúa. Josepha ghi lại hình ảnh bi đát của thầy mình. Trận đòn đã xé nát thân thể Chúa Trời. Nhìn Ngài, lòng tôi trào lên một nỗi xót thương, khiến tôi cảm thấy rằng từ rày về sau và trọn cả đời tôi sẽ có đủ can đảm để gánh chịu mọi khổ đau, vì chẳng có một đau khổ nào có thể sánh với phần nhỏ đau khổ của Ngài. Thương tích nào đã làm cho lòng tôi phải vô cùng tái tê? Đó chính là vết thương ở đôi mắt của Ngài. Ngày thường nó xinh đẹp biết bao, hôm nay sưng húp chẳng mở được ra, lại có máu chảy ra, nhất là con mắt bên phải. Tóc Ngài quện cục với máu, phủ lấp mắt, lấp mặt, lấp miệng. Ngài đứng khom lưng và bị buộc vào một vật gì đó mà tôi không thấy rõ. Hai tay Ngài đầy máu và bị trói vào nhau ngang tầm thắt lưng. Thân mình Ngài cày lên biết bao vết thương sâu hốm, máu đỏ cùng chi chít những vết bầm sưng màu tím. Các mạch máu nơi tay Ngài đã bong ra và trở bầm đen. Nơi vai Ngài lủng lẳng một miếng thịt nhỏ sắp đứt lìa, và còn nhiều nơi khác cũng thế. Hầu như khắp thân thể Ngài đều bị như vậy. Áo Ngài còn ướt đẫm máu tươi đã bị lột bỏ dưới chân. Một sợi dây thắt lưng siết chặt bụng để giữ chiếc khố vải cũng nhuộm hồng sắc máu. Mão gai và tuyệt vọng Giuđa. Từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 năm 1923. Thứ năm 22 tháng 3, Josepha sắp sửa rời phòng thì Chúa Giêsu hiện đến dạy người rằng: Con hãy dập mình xuống hôn đất,
để sau những lời mà trái tim cha sắp ký thác cho con được dễ dàng thấm nhập vào con. Josepha tuân lệnh, quỳ mọp xuống hôn đất, đoạn trở dậy ghi nhanh những nỗi buồn vô hạn của Chúa Giêsu. Khi các tên lý hình đánh đấm cha mỏi tay, mệt lả người rồi, chúng khoanh lấy một khoanh gai đóng phục vào đầu cha. Chúng còn kéo nhau lượn qua lượn lại trước mặt cha mà khạc nhổ những lời ngạo mạn này: "Ê hoàng đế, tụi tao chào mày đây." Ôi, thân cha đã ê chề những đớn đau, đám này chưa dứt lời nhục mạ phỉ báng thì đoàn kia lại đến đập gậy lên đầu cha. Hỡi các linh hồn mà cha mến thương, các con hãy ngắm nhìn cha. Nào bị các quan án buộc tội, nào bị các đoàn người ô hợp nguyền rủa nhục mạ, nào bị mấy tên lý hình đánh đồ. Và dường như tất cả từng ấy cực hình chưa đủ để hành hạ cha, chúng còn bắt cha đội mão gai, mặc áo đỏ giả vua để chế nhạo. Chúng còn liệt cha vào hạng người khùng điên. Cha quả thật là con Thiên Chúa, là đấng quan phòng vũ trụ. Nhưng trước mắt loài người, cha muốn được xem là kẻ rốt hèn, là kẻ đáng khinh khi nhất. Cha muốn ôm chầm tất cả mọi khổ đau để đền tội cho những kẻ kiêu căng, để thu hút các linh hồn bằng chính gương mẫu sống động của cha. Cha cho phép đầu cha đội mão gai cùng gánh chịu những cái đau xuống óc, quýnh người để phạt tạ vô số linh hồn kiêu ngạo. Chúng khước từ tất cả những gì hạ thấp phẩm giá chúng trước mắt các thọ tạo. Cha bằng lòng cho chúng phủ lên vai cha chiếc áo mỉa mai, xem cha như thằng điên để các linh hồn có thể bước theo cha trên con đường mà thế gian cho là đê tiện thấp hèn. Và chính các linh hồn đó cũng xem là bất xứng với địa vị của chúng. Không, hỡi các linh hồn yêu dấu, không có một con đường nào hay một tình trạng nào là đê tiện, là ô nhục cả, khi nó được dùng để thực hiện thánh ý Chúa. Còn các con, khi các con cảm thấy bị thu hút một cách thầm kín vào tình trạng đó, các con chớ kháng cự. Các con cũng đừng xoay sở bằng những lập luận kiêu căng và hão huyền để buộc thánh ý cha chiều theo ý riêng của con. Đừng tin rằng các con có thể tìm được bình an và hạnh phúc trong một điều kiện ít nhiều hiển hách trước mắt các thọ sinh. Song các con chỉ có thể tìm thấy các điều đó trong sự tuân phục thánh ý Chúa, trong sự hoàn tất những gì mà Ngài đòi hỏi nơi các con. Cũng có lắm linh hồn người đời đang tìm cách đặt trọn tương lai của chúng nơi thế gian. Có thể linh hồn này hay linh hồn khác đang khi cảm thấy thu hút bởi những nhân đức của một kẻ nào đó: phẩm cách, vinh dự, đức tin, lòng thảo, lương tâm chức nghiệp, tình nghĩa gia đình. Tắt một lời là tất cả những gì đáp ứng nhu cầu yêu thương. Nhưng khốn thay, trí óc của nó đã bị tính kiêu ngạo thống trị. Lòng nó còn quá nặng nề danh vọng hão huyền thế tục. Vì vậy,
nó sẽ cáo biệt ngay những điều tốt lành đó để tìm nơi khác. Cây bả vinh hoa phú quý hấp dẫn trong thiên hà. Chao ôi, linh hồn ấy sao còn cố tâm giả đuôi giả điếc làm gì? Này các con, các con không thể nào tìm được nơi trần gian cái hạnh phúc mà các con đang tìm. Trái lại nơi đó, các con chỉ có thể tìm được cái nguy khốn này sau cái nguy khốn khác. Thế thôi.